xoài tì, xoài cà phê, thắng rèn. Xoài sắc màu. Chín chín tư coffee. Ui, bán là cà phê rồi. Ai chà, trên này là núi này, tối quá, nhìn thấy. Trên này là hết rồi, không còn gì nữa. Chị có thắng rèn không ạ? Có ạ, ăn ăn không? Ăn này là ăn theo bát hay ăn theo gì đây nhỉ? Vâng, ăn theo bát thì ạ, một bát thì nhìn. À vâng, hết cho em một bát. Cái này nó làm từ cái bột gì này chị? Bột nếp ạ. Đi về nhà chồng đi về nhà đi về nhà khác. Bạn đây ạ? Này vâng, bạn đây là anh em đập ngựa. Lẩu ngựa đây. Lên màu phải làm thế nào? Một mình thôi. Đi một mình nha, một mình thôi. Chưa có camera là ác đấy nhỉ. You think I believe it? A fantastic tale like that? I imagine you find it incredible.
UNESCO Công viên Địa chất Toàn cầu. Giấy chứng nhận. Chị ở đây có cà phê gì? Có cà phê đen, cà phê nâu, nâu lắc bạc xỉn. Cho một cà phê nâu hết chị? Là hơi nóng hả anh? Nóng. Anh em đi một mình. Mình nâu đây là pha phin chứ không? Phin ạ. Cho sẵn hoặc phin đều có. Còn phin này. Phin, phin. Vâng. Cảm ơn. Đấy là trên này là có cái gì không nhỉ? Ừ, có chỗ ngồi. Cũng là uống cà phê như này. À kìa. Ừ, cảm ơn. Tối thế này nhỉ? Sao sắp tuyệt vời, hôn sự thật, sao sắp tuyệt vời.